Cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin trước ống kính chiều thứ tư ngày 21 tháng 10. Ghi nhận những diễn biến về an ninh trật tự, an toàn xã hội tại Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước sẽ được chuyển tải qua ống kính an ninh ngay sau đây. Thưa quý vị, lười lao động nhưng lại muốn có tiền, những đối tượng này chỉ thành tội phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa bắt tạm giam một đối tượng không muốn làm mà lại muốn tiêu xài nên đi ăn cắp. Đối tượng mới 27 tuổi, trú tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ. Khoảng 4 giờ sáng ngày 11 tháng 10, đối tượng Trần Văn Hòa dùng xe máy chở đối tượng tên Nhóc Nhỏ đi vòng quanh phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ để tìm người sơ hở lấy trộm tài sản. Đến đường 81, chúng phát hiện nhà của ông Nguyễn Văn Anh ở khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ không khóa cửa, liền lẻn vào lấy chiếc máy hàng mà chủ nhà để ở sân. Rời khỏi hiện trường khoảng 50m, phát hiện một máy xay bột của ông Trần Ngọc Thành để trước cửa nhà. Chúng tiếp tục lấy cắp. Phát hiện tài sản bị mất, ông Nguyễn Văn Anh đã dùng xe máy truy đuổi và bắt giữ được tên Hòa. Đối tượng còn lại chạy thoát. Cơ quan điều tra cho biết, năm 2017, Hòa từng bị Tòa án Nhân dân thị xã Phú Mỹ xử phạt 2 năm tù giam, cũng về tội trộm tài sản. Vẫn là một ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chỉ trong một ngày, đồn biên phòng Phước Tỉnh đóng quân ở huyện Long Điền đã phát hiện 2 vụ tàng trữ sử dụng trái phép ma túy, qua đó bắt giữ 3 đối tượng tại quán cà phê Quốc Bảo ở khu phố Hải Bình, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Lúc 11 giờ 25 phút trưa ngày 20 tháng 10, tại quán cà phê Quốc Bảo, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng Phước Tỉnh và công an thị trấn Long Hải, huyện Long Điền phát hiện đối tượng Nguyễn Minh Hùng, trú ở khu phố Hải Hòa, thị trấn Long Hải, đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá có khối lượng khoảng 1,2 gram. Đồn biên phòng Phước Tỉnh tiến hành lập biên bản, đồng thời niêm phong tang vật. Tiếp đó, sau 30 phút, cũng tại quán cà phê Quốc Bảo, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng Phước Tỉnh và công an thị trấn Long Hải lại phát hiện và đưa về trụ sở 2 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn sử dụng chất ma túy là Nguyễn Thành Nghĩa, trú ở thị trấn Long Hải, Hoàng Văn Cường, trú ở xã Phước Tỉnh. Qua kiểm tra, cả 2 đối tượng đều dương tính với ma túy. Đồn biên phòng Phước Tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao cho công an thị trấn Long Hải và công an xã Phước Tỉnh đưa 2 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Chuyển sang ghi nhận ở tỉnh Nghệ An cùng với tình hình tội phạm ma túy. Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển 24.000 viên ma túy tổng hợp từ biên giới về thành phố Vinh. 2 đối tượng bị bắt khi đang vận chuyển ma túy là Và Bá Sâu và Và Bá Lồng, là 2 anh em ruột cùng trú tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Trong quá trình truy bắt, các đối tượng đã dùng dao chống trả lực lượng công an khiến một chiến sĩ bị thương. Đối tượng khai nhận đã mua ma túy từ bên kia biên giới mang về thành phố Vinh để tiêu thụ. Thưa quý vị, mới đây Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã thụ lý giải quyết vụ va chạm giao thông giữa 2 xe ô tô rượt đuổi nhau trên đường Trần Duy Hưng. Thông tin này sẽ khép lại bản tin chiều nay. Trên mạng xã hội xuất hiện video clip cho thấy 2 xe ô tô, một chiếc VinFast Fadin và một chiếc Lexus RX 350 rượt đuổi nhau rồi hút nhau trên đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, bất chấp dòng phương tiện đang qua lại đông đúc. Sau quá trình rượt đuổi, lái xe ô tô Lexus 350 đưa xe về hầm B4 chung cư CT4 Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để cất xe. Còn tài xế VinFast Fadin thông báo cho cơ quan công an đến làm việc. Bản tin trước ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện đến đây xin được khép lại. Mời quý vị xem lại bản tin trên website brt.vn. Chúng tôi cũng rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử trước ống kính brta@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.